ví dụ FPT đây, giả sử đầu năm, đầu năm chúng ta mở ra là FPT đang như thế này ha, đang như thế này đó. Thế thì thật là may mắn khi mà đầu năm nếu chúng ta biết được đến cái chu kỳ kinh tế ha, thì chúng ta sẽ hiểu rằng là qua năm 2019 rồi sang đến năm 2020 thì kiểu gì là cũng đến thời của ngành công nghệ rồi á, thì nó không tăng đầu năm thì kiểu gì được giữa năm cũng tăng. Thế thì chúng ta sẽ coi cái biểu đồ cổ phiếu, thì khi coi biểu đồ á, chúng ta sẽ coi từ dưới lên ha. Coi từ dưới lên thì chúng ta thấy là hai đường MACD tuần á thì mới có đường xanh nằm trên không thôi, còn đường đỏ chưa lên đến không này, thì chúng ta sẽ theo dõi tiếp đó, theo dõi tiếp đến tận đây, đến tận là cái tuần này, đây là tuần 25 tháng 3, thì chúng ta thấy là đường màu đỏ bắt đầu là tiệm cận mốc không để lên không rồi ha. Chúng ta nhìn thấy là sau quá trình tích lũy kiệt vôn này thì có những cái cột vôn đã lớn lên rồi này, đây chính là lúc tiền vào đấy ha, tiền một tay to vào rồi này đó. Và chúng ta cần chờ cái gì? Cần chờ một cây nến tăng vượt khỏi vùng nến trước này này đấy, thì chúng ta chờ đến cây nến đó thôi. Đây, đấy là cây nến vào tuần 1 tháng 4 anh chị ha, vào tuần 1 tháng 4 đó chính là cây nến break vào sóng tăng dài hạn của FPT. Và thực tế là đây, sóng tăng dài hạn đó là sóng tăng ít nhất là 3 tháng đúng không ạ, và tăng ít nhất là 30% anh chị ha. Đó, FPT tăng từ cái điểm break này, là từ cái vùng giá 40 này lên đến cái vùng giá 60 anh chị ha, lên đến vùng giá 60 này, tức là đã tăng đến 50%. Có nhiều người nghĩ rằng là phải mua penny thì nó mới tăng x lần tài khoản đúng không, rồi những cái cổ phiếu mà đầu ngành rồi như thế này thì nó sẽ tăng không đáng được bao nhiêu. Nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy là tăng rất là an toàn ha, tăng suốt hơn nửa năm trời và tăng đến 50% đó, trong cả một cái năm VN Index đi ngang thôi và vẫn có những cổ phiếu tăng cao như vậy đó. Và chúng ta chỉ cần giữ FPT khoảng nửa năm là xong rồi. Những anh chị mà đặt cái mục tiêu tầm khoảng là 20-30% tăng trưởng trong một năm ấy, thì chúng ta chỉ cần giữ FPT là xong, muốn chỉ tiêu lợi nhuận trong một năm và chúng ta nghỉ ha. Đến lúc của chúng ta nhìn thấy phân phối đỉnh, đó là lúc mà giá cổ phiếu cứ quanh cái vùng 60 này thì không tăng hơn được nữa mà khối lượng giao dịch thì rất là lớn này. Đây chính là quá trình phân phối đỉnh của FPT và chúng ta ra ha. Chúng ta rút lại, chúng ta ra và nếu anh chị có thể muốn trading tiếp, muốn đầu tư tiếp thì mình có thể là tìm sang cổ phiếu khác, hoặc không mình nghỉ ngơi sang năm mình đánh trận mới đúng nha. Mình sẽ so sánh cái sóng hiện tại so với sóng cũ của cổ phiếu trong quá khứ để coi cái gu phân phối đỉnh của cổ phiếu này như nào anh chị ha. Gu phân phối đỉnh của FPT là sao ạ? Nó kéo dài rất là nhiều tháng chứ không phải là ngày 1, ngày 2 mà xong được. FPT trong cái sóng cũ và mất đến 3-4 tháng trời mới phân phối đỉnh xong, vốn rất là lớn tại vùng đỉnh và cứ giảm về đường MA20 thì được hỗ trợ và lên đến bên trên cái vùng giá cũ thì lại về đến cái MA20 lại được hỗ trợ lên ha, làm liên tục như vậy trong khoảng 3 tháng thì mới phân phối xong được và vào cái pha giảm. Đấy, như vậy thì FPT đoạn này đang tương tự như vậy ha. Đây, cái nến ở chỗ này anh chị đang tương đương với như này. Mình sẽ so sánh như vậy nhá, mình không lấy FPT để mình so với P&G đâu ha. Mình sẽ so FPT với chính nó trong quá khứ. Vì sao ạ? Vì là anh chị nào mà đọc về Jesse Livermore thì ông ấy có một cái câu đó là chẳng có gì mới trên thị trường chứng khoán, những gì đã xảy ra sẽ lặp lại. Bởi vì cái tâm lý của nhà đầu tư là nó không có thay đổi. Cho dù là VN Index có là 1.000 điểm hay là 10.000 điểm ha, cái tâm lý của nhà đầu tư vẫn như thế thôi. Đó, cho nên là chúng ta sẽ so cổ phiếu với chính nó trong quá khứ. Vì gu của nhà đầu tư FPT với lại của nhà tạo lập FPT là nó vẫn như thế anh chị ha. Rồi,